Xin chào buổi sáng các bác. Hôm nay thì em sẽ báo giá cho các bác dàn Fortuner khủng như các bác nhé. Rất là nhiều xe Fortuner này. Đấy, cả máy dầu, cả máy xăng. Em sẽ báo giá phía dưới này trước đi. Đầu tiên là con máy xăng 2017 này. Đấy, con này thì bên em đang bán với các bác mức giá là hơn 700 triệu. Hơn 700 triệu nha các bác nhé. Con này thì đã lên màn hình Android rồi. Đấy. Đã lên màn hình Android rồi nha các bác nhé. Máy xăng 2017. Tiếp đến con bên cạnh đây là con số sàn. Máy dầu số sàn 2019. Đấy, con này giá hiện tại sẽ loanh quanh tầm 800 các bác nhá. Đấy. Đã độ màn hình Android, độ camera 360, một chủ từ đầu biển tình. Chạy được hơn 5 vạn km. Còn con này thì máy xăng hai cầu 2016 các bác nhá. Mức giá hiện tại sẽ gần 600 triệu. Đấy, gần 600 triệu. Fortuner máy xăng. Để ngoài trời bẩn quá các bạn. Rất bẩn. Tiếp đến, giới thiệu tiếp cho các bác Fortuner máy dầu số tự động bản 2 cầu 2018 nhập khẩu Indo này. Đấy, con màu nâu này các bác nhé. Con này da nắng có cái màu rất là đẹp luôn. Đó. 2018 nhập khẩu. Rất là hiếm trên thị trường. Đó. Còn đây là con 2012 máy xăng. Máy xăng 2012 các bác nhé. Mức giá hiện tại chỉ hơn 400 triệu thôi. Chỉ hơn 400 triệu thôi. Tầm 450, tầm 450. Giá có thương lượng linh hoạt. Còn con này thì 2019 máy dầu các bác nhé. Máy dầu số tự động 2019 giá hiện tại hơn 850. Hơn 850 màu trắng ngọc trai. Còn đây là con Legender 2 cầu 2021 các bác nhé. Legender 2 cầu 2021. Đấy. Santa Fe máy xăng form mới 2021. Đấy. Đây, con này con Fortuner máy dầu số sàn 2015. Một chủ từ đầu biển Hà Nội các bác, chạy được 12 vạn km. 12 vạn km các bác nhé. Đã bọc ghế ra hết rồi. Chạy được 12 vạn km. Còn bên này là con Toyota Yaris 2008. Một chiếc xe cũng khá là lâu rồi. 2008 đến giờ là 15 năm rồi. Nhưng mà xe con này chạy rất là ít, chạy có 8 vạn km thôi các bạn. Một chủ từ đầu biển Hà Nội. Bảo dưỡng hãng đầy đủ luôn nhé. Bảo dưỡng hãng đầy đủ luôn. Một chủ từ đầu biển Hà Nội. Còn con này thì Toyota Innova. Con này không phải, con này xe của khách các bạn. Đấy. Thì tiếp xuống đây đi. Ra đây thì em có Fortuner, xa kia em có con Fortuner 2020 máy dầu số tự động biển thành phố này. 2020 các bác nhá. Máy dầu số tự động biển thành phố. Đấy. Con này thì đã lên màn hình Android, độ camera 360. Đấy, rất là đẹp luôn. Màn hình Restech. Đấy. Dàn lốp nguyên bản theo xe. Khá là dày. Đấy. Paro Sport 2018, mức giá mềm hơn Fortuner. Con này giờ giá chỉ tầm 750 thôi. Đấy. Biển Hà Nội 2018, số tự động máy dầu. Tương tự như Fortuner nhưng mà giá lại mềm hơn Fortuner rất là nhiều. Đó. Còn con này là Fortuner máy dầu số tự động 2022. 2022 chạy được 15.000 km các bác nhé. 2022. Đấy, rất là đẹp, 15.000 km thôi. Bác nào quan tâm về các mẫu xe ở đây thì có thể liên hệ với em. Xe thì bên em cam kết chất lượng cho các bác là không bị tai nạn, đâm đụng ảnh hưởng đến khung gầm kết cấu chassis, không ngầm lớp thủy kích, không tháo cầu máy hộp số, hồ sơ pháp lý chuẩn và không phạt nguội. Đó.
ơn các bác rất là nhiều.